Chào mừng các em đã đến với trang Lời Giải Hay Chúng Con. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em làm bài tập số 7 trang 79 sách giáo khoa toán 6 gánh chiều tập 2. Bài tập số 7 có nội dung như sau. Hãy tìm những hình ảnh trong thực tiễn gợi nên 3 điểm thẳng hàng như trong hình 25. Quan sát vào hình 25. Đây chính là hình ảnh 3 điểm thẳng hàng trong thực tiễn. Chúng ta sẽ coi mỗi chú chim này là một điểm. Như vậy ở đây có 3 chú chim đúng không? 3 chú chim này lại cùng đậu trên một sợi dây. Như vậy chúng ta sẽ có 3 điểm thẳng hàng. Vậy thì quan sát ở trong thực tiễn thì có rất nhiều những hình ảnh mà gợi nên 3 điểm thẳng hàng. Ví dụ như hình ảnh 3 chiếc cúc áo, ta thấy này. Chúng ta sẽ coi mỗi chiếc cúc áo này là một điểm. Khi đó chúng ta sẽ có hình ảnh 3 điểm thẳng hàng. Hoặc là hình ảnh đèn tín hiệu giao thông. Nếu coi mỗi chiếc đèn này là một điểm thì chúng ta cũng có hình ảnh của 3 điểm thẳng hàng. Hoặc là hình ảnh các cây trồng thẳng hàng với nhau. Nếu chúng ta coi mỗi một cây này là một điểm thì chúng ta cũng có hình ảnh 3 điểm thẳng hàng. Như vậy là ở trong cuộc sống thì có rất nhiều hình ảnh mà gợi nên 3 điểm thẳng hàng. Về nhà thì các bạn có thể tìm hiểu và sưu tầm thêm những hình ảnh khác. Như vậy là cô đã vừa hướng dẫn các em làm xong bài tập số 7 trang 79 sách giáo khoa toán 6 gánh chiều tập 2. Các em hãy truy cập vào trang lờiGiảiHay.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em vào các video bài giảng tiếp theo.